Đối tượng trong vụ án là Vũ Thị Bích Liên, 37 tuổi, trú ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và tại cơ quan công an, Liên khai là nhận qua mạng xã hội có thấy một người chuyên làm giả con dấu để tránh mất thời gian và chi phí khi làm thủ tục. Liên đã đặt làm các con dấu, mỗi con tròn 200.000, con nhỏ thì 60.000 đồng. Bước đầu Liên khai nhận là làm giả 21 con dấu tròn của các cơ quan, phòng công chứng và dấu tên của các cá nhân công chứng viên. Thông qua đó, Liên đã làm giả rất nhiều bộ hồ sơ mua bán xe máy. Mỗi bộ hồ sơ mua bán thành công, Liên kiếm lời 200.000 đồng. Hiện thì vụ việc này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.